Ok, thế mình bắt đầu làm bài ngày hôm nay nhé. Các em nhớ là comment đáp án thật nhiều nhé. Nhớ là comment đáp án thật nhiều 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 ở bên dưới. Để cho để thầy có thể nhìn thấy các em. Ok. Mình bắt đầu nhé. À, câu số 1, chất nào sau đây thuộc loại, các em cũng comment đáp án này. Câu số 1, chất nào sau đây thuộc loại amin đơn chức no? Amin đơn chức. Nhưng nó phải no. Mình lưu ý này. Đơn chức về có một nitơ thôi. Đúng chưa? Mà no thì công thức tổng quát của amin đơn chức no nó là CnH2n cộng 3n. CnH2n cộng 3n. Được chưa? Thế vậy mình nhìn nhá, trong tất cả bọn này, anh này loại này, anh này tạp chức vứt. Đúng chưa? Đấy. Anh này cứ thế mà thôi. Đây có 6 cộng 6 carbon thì nó phải là C6H 12H3H15, đây C6H7 loại tiếp. C đây có một carbon thì là CH2 cộng 3 CH5, như đây là N2 loại rồi. Chỉ có CH3 NH2 là thỏa mãn rồi đúng không em? 1G chính xác. Đấy, các em thấy thầy chữa khá là chậm. Để cho tất cả các bạn mất gốc cũng có thể theo dõi được. Thế nên là nhớ xe lại về tường xong rồi tác các bạn vào để chống trôi nhé. Thầy là thầy thích là những cái gì mà thầy cố gắng thì làm cho các em ấy thì các em nhận được nhiều nhất, các em học được tốt nhất. Được chưa? À, nhớ comment đáp án. À, Đức Thành 1G, Ngô Hằng để nhân bây giờ thầy mới vào thầy đọc cái comment của các em, bình luận của em. Ok. Các em nhớ là phải tương tác với thầy thật nhiều vào thì các em mới nhìn được thầy. Chứ nếu không là bị trôi đấy, dạo này Facebook nó giảm tương tác kinh lắm. Một loạt, cũng không phải là mỗi nick thầy bị mất đâu mà còn rất rất nhiều nick bị mất. Tối hôm nay thầy vui mừng quá, thầy lấy lại được nick, hạnh phúc thật. À, câu số 2, kim loại cứng nhất là kim loại nào? Nguyễn Đức Anh, ok. Nguyễn Mạnh Hùng, Trịnh Hòa, thầy chữa nhé. Cứng nhất. À, mình lưu ý này, kim cương là cứng nhất. Kim cương là cứng nhất. Độ cứng của kim cương nó bằng 10 cơ mà. Nhưng rất tiếc kim cương không phải là kim loại. Đây là bài yêu cầu chúng ta nói là kim loại. Vậy thì kim loại chúng ta cứng nhất thì nó phải là chrome. Độ cứng của chrome bằng 9. À, thầy nhắc lại một tí là chrome nó ở trong chương trình lớp 12 nên nó rất dễ thi. Thì thầy nhắc cho em nhớ này, chrome này được ứng dụng làm gì? Ở đầu mũi khoan này, làm dao cắt kính này. Nhớ nhá. Ở đầu mũi khoan. Mũi khoan. Và dao cắt kính. Dao cắt kính. Thế là mình vừa học cái này mình vừa ôn lại, cũng giống như các bạn trong khóa live VIP của thầy cũng vậy. Các bạn vừa học cái này, các bạn vừa được ôn lại kiến thức như thế này thì chẳng mấy tí mà làm được full các câu. À, lớp 11 học được Nguyễn Đức Anh im ạ. 2A. Đấy, các em cứ comment mà nhiều nhiều này này, cứ comment đáp án của bản thân các em như này này thì kiểu gì mà thầy trả chữa đến câu 40. Đúng không? Nhưng mà nếu mà ít comment là thầy buồn ngay. Thầy buồn là thầy không chữa đến câu 40 đâu, thầy mà thầy chỉ chữa câu 40 trong nhóm. À, câu 3. Glycine là amino acid. Glycine là amino acid như thế nào? Thế thì glycine chúng ta cần nhớ này. COOH đây công thức của glycine. CH2 NH2. Đây công thức của glycine nhá. Được chưa? Thế thì có nhóm amino là NH2 đính vào carbon alpha trên mạch carbon. Đây là carbon alpha, chính xác. Thế nên nó được gọi glycine còn được gọi là alpha amino acid. Anh này đúng. Không có tính lưỡng tính là sai. Nhóm NH2 tính bazơ. Nhóm COH có tính acid nên nó có tính lưỡng tính. Cái này là đúng, nhưng mà không có tính acid thì là sai rồi. No đơn chức mạch hở sai. Thằng này có hai chức mà. Nó phải là tạp chức. Không no một đôi đôi, thằng này có một đôi đôi. Nhưng mà không để nó là không no được. Đúng chưa? Phải sai nốt đáp án đúng mình đáp án này. Có nhóm amino gắn lại vị trí carbon alpha trên mạch carbon. Ok, rất tốt. Câu 3 rất tốt và rất nhiều bạn comment đúng. Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Mạnh Hùng. Rất tốt, vua Tí Hon, Nguyễn Hiền lâu lắm mới thấy vua Tí Hon. Ngô Hằng, Nguyễn Thúy Hiền, anh Nguyễn, Lê Thị Huyền, Kiên Nguyễn. À, những bạn nào mà bị mất gốc ấy, mà muốn tiết kiệm thời gian nhất trong việc mất gốc thì inbox cho thầy nhé. Thầy có một khóa full video có thể dành cho các em lấy lại được full gốc. Thấy chưa? Mất cực kỳ ít thời gian. Rất rất nhiều bạn theo học thầy rồi. Điểm cực kỳ cao các em nhìn thấy. Câu số 4 nha. Wow, nhanh thế nhỉ? À, cho dãy các chất sau đây. Số chất không thuộc SE, không thuộc nhé. Hơi lỗi tí. Không thuộc. Lưu ý từ không. Este thì nó có nhóm gì? Este thì phải có nhóm COO. Thế không thuộc este thì là chứng tỏ không có nhóm COO. Nhưng mà đây là COH thì thằng này là axit, không thuộc đúng. Thằng này ancol, không thuộc đúng. Thằng này este này, CO, CH3, COO, este. Thầy còn đọc được tên anh este này có gì nhỉ? Metin, acetat. Vậy este vứt. Anh này nhóm chó, không thuộc este. Anh này là anhít đúng không? Vậy thì có là 1, 2, 3. Wow, rất nhiều bạn comment đúng, đáp án C.
Thế thì đây trong cái quyển đề của thầy có 505 câu đấy. 505 câu nó sẽ cỡ cỡ như những câu này. Thì mình giảng, mình làm cực kỳ khủng. Được chưa? Đấy, thầy giảng cực kỳ kỹ, đúng rồi. Thầy giảng cho các bạn mất gốc mà em. Trong khóa live thì còn giảng kỹ hơn đấy. Em mới khỏi ốm. Ok, thầy thì suốt ngày ốm, chẳng có lúc nào không ốm. Các em nhớ comment thật nhiều đáp án vào nhá. Thì để yên thầy xem thì quý thì thầy còn làm sao cho 150 bạn đang theo dõi này có 150 cái đáp án. Thì để thầy quý thầy còn có thể mà livestream được nhiều cho các em hơn. Câu số 5. Tên gọi của polymer có công thức là. À, anh này là có hai carbon này. Thế mình phải chú ý tí này, để tạo thành anh này thì là nó đi từ CH2 này, nối đôi này, CH2 này. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác anh này hay thi lắm. Để tạo thành CH2 gạch CH2 một gạch này. Tất cả N lần. Thấy chưa? Các em lưu ý nhá. Thế thì cái anh này ấy, thì nó có tên là đi từ ethylene. Thì anh này có tên là polyethylene. Thấy chưa? Polyethylene. Đáp án đúng đáp án C. Thế thì cái anh polyethylene được ứng dụng để làm gì? Được viết tắt nhé. Sau này em chú ý nó còn được viết tắt là PE. PE được ứng dụng làm túi giấy bóng nhé. Túi giấy bóng mà mình vẫn hay đựng đồ ăn, thức uống đấy. Hay đựng cà, hay đi chợ đấy. Hay đựng thịt đấy. Đấy, nó chính là túi giấy bóng. Được chưa? Ok, rất tốt. À, nhiều bạn comment đúng quá nhỉ. Từ từ mới đang câu 5. Câu 5 thì có Bỉ Ngạn, Xu Nguyễn, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Ngọc Tiến. Rất tốt. Vào câu 6, chắc câu 6 dễ. Thấy nhiều bạn comment. Vũ Thị Hòn, ok, rất tốt. Câu 6, loại đường nào sau đây có trong máu động vật? Động vật thì kể cả người. Câu này tương đương với việc câu hỏi là đề bài hỏi chúng ta là loại đường nào sau đây có trong máu người. Thế mình biết được là thằng nào các em? Loại đường nào có nhiều trong máu người? À, dĩ nhiên rồi, glucose. Đúng không? Nhưng mà thầy hỏi thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Nào thì vớ vẩn là người ta sẽ hỏi là nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong máu đấy. Thì mình nhớ nhá, là nó chiếm 0,1% trong máu. Này, thứ hai này là nó chiếm 30% trong mật ong. Nhớ chưa? 0,1% trong máu và 30% trong mật ong. Còn lại đường fructose thì chiếm 40% trong mật ong nhé. Fruct này 40% trong mật ong. Thế nên là fruct còn được gọi là đường mật ong. Các em phải cẩn thận hai cái số này không phải bị nhầm. Đấy chưa? Đấy, chỗ phần thi nó rất hay thi mấy cái thằng này. Em phải cẩn thận nhé. Đấy, bây giờ tiếp tục này. Cái câu 7 này nhiều bạn bị nhầm lắm. Câu 7 này cực kỳ nhiều bạn bị nhầm cơ. Wow, rất tốt. Nguyễn Tài Anh tốt, nhớ đấy nhờ. Trần Hoài tốt. Đấy, Trịnh Hoàng tốt. Phương Thảo tốt. Chất nào sau đấy phản ứng trắng bạc. Có rất nhiều bạn bị nhầm cái chỗ trắng bạc này này. Cực kỳ nhiều bạn bị nhầm cái chỗ trắng bạc. Tại sao thầy lại muốn nói là các bạn bị nhầm như thế nào? Thế thì các bạn lại bị đồng quy cái việc mà tác dụng AgNO3 trong NH3 với là trắng bạc. Các em lưu ý nhé. Trắng bạc là bắt buộc nó phải sinh ra bạc. Được chưa? Thế mà để sinh ra bạc ấy, sinh ra bạc thì nó chỉ có trường hợp này sau đây này. Chó này, hoặc là HCOO này, R này thì nó sinh ra bạc. Được chưa? Cái chất nào sau đây phản ứng trang phenol là không rồi. Loại này acetylene đến hydro linh động tác dụng được với AgNO3 trong NH3 nhé. Chuyên sinh à? Tốt. Tác dụng được với AgNO3 trong NH3 nhưng mà không có trắng bạc đâu ạ. Thằng này đi vào AgNO3 trong NH3 nó sinh ra là CAG. Nối 3 CAG nó không sinh ra bạc, thằng này kết tủa vàng. Nên không được gọi là trắng bạc nữa. Nhiều bạn bị nhầm cứ nghĩ là nó trắng là không phải đâu. Glucose có chó đúng không? Trắng bạc. Glycerol không? Vậy đáp án đúng mình đáp án B, câu số 7. Chúc mừng tất cả các bạn comment đáp án đúng là đáp án B. Đấy, các em này, các em nghe thấy thầy giảng này các em có hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài chấm cái thầy xem nào. Nào. Bạn nào hiểu bài chấm cái chỗ này nhiều bạn bị nhầm. Nhá. Bạn nào hiểu bài chấm cái thì anh em. Thầy để thầy biết là các em hiểu bài. À, câu số 8. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây trong oxy dư? Oxy dư thì thu được sản phẩm có chứa nitơ. Để thu được sản phẩm có chứa nitơ thì tương đương với lại là trong phân tử bắt buộc phải có nitơ. Đúng chưa? Thế thì este. Este chúng ta là chỉ có C, H và O thôi. Thế nên là nó không thể là chữ nitơ được. Đúng chưa? Phải loại este. Tinh bột cũng tương tự như vậy, chỉ có C, H và O thôi. Công thức của tinh bột là C6H10O5 tất cả N lần mà. Đúng chưa? Chỉ có CHO thôi. Ok, cảm ơn Ngô Hoàng. Thầy cứ chữa chậm chậm này thôi cho các bạn cùng hiểu. Ok, cảm ơn.
Bạn Ngô Hằng. Amin thì sao nhỉ các em nhỉ? Amin chắc chắn có rồi. Đúng không? Amin thì còn có C, H và N, có nitơ. Chất béo không chỉ có C, H và O. Chính vì vậy nên đốt cháy hoàn toàn là chất hữu cơ nào thu được sản phẩm chứa nitơ thì nó là amin. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Câu số 9. Chất nào sau đây là axit béo? Thế thì thầy nhắc tí lại cái bọn axit béo này cho các em cùng nhớ này. Có nhiều bạn quên đấy. Axit béo nhá. Nốt lại này. Đầu tiên là anh C17 H35 COOH. Anh có tên là axit stearic. Bọn này lúc nào cũng thi đấy nên các em cần phải nốt lại. Anh đầu tiên. Anh thứ hai là C17 H33 COOH. Tên anh này là axit oleic. Anh thứ ba là C17 H31 COOH. Tên là axit linoleic. Anh cuối cùng, anh thứ tư là anh C15 H29 COOH. Tên anh này là axit palmitic. Axit palmitic. Chị Huế vừa gửi điểm cho thầy. Wow. Do đề một lỗi một chút nên là điểm cũng khá là cao. Chúc mừng bạn Nguyễn Quỳnh Hương. Chúc mừng bạn Nguyễn Quỳnh Hương. Nguyễn Quỳnh Hương. Nguyễn Quỳnh Hương là cái tên sáng nhất tối ngày hôm nay. Nguyễn Quỳnh Hương là cái tên sáng nhất tối ngày hôm nay, được 9,75 điểm. Bạn Phan Thị Hoa. Bạn Phan Thị Hoa được 9 điểm. Bạn Cao Quang Hảo. Cao Quang Hảo là được 8,75 điểm. Và chúc mừng tất cả các em. Ba bạn được điểm cao nhất. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta có tổng cộng khá đông bạn thi. Đấy, khá đông bạn thi. Thế thì thế này, sắp là đến cái đợt thi rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Huế đã chấm điểm cho các em nhá. Thứ hai này, bây giờ thầy công bố giải thưởng này. Top 1, bạn Nguyễn Đình Hương. Bắt đầu từ tối hôm nay, bạn Hương sẽ được nhận free một khóa live luyện đề. Hiện tại trị giá là 600.000. Thế nên là bạn Quỳnh Hương inbox ngay cho thầy nhá, trong vòng 24 giờ. Thứ hai, bạn Phan Thị Hoa và bạn Cao Quang Hảo thì được tặng 100.000 khi đăng ký khóa live luyện đề của thầy. Khóa live luyện đề của thầy. Đấy, phần thưởng này thì chỉ có giới hạn trong 24 giờ. Nên những bạn nhận được phần thưởng ngay lập tức inbox cho thầy để nhận thưởng và đăng ký khóa học. Ok. Em muốn một khóa thì em phải lên, em qua, em phải lên đứng top 1. Nguyễn Quỳnh Hương này 9,15 điểm, top 1. Ok. Cao Quang Hảo trong live VIP à? Ok, thế thì ngon rồi. Đấy, các em thấy không? Bạn Cao Quang Hảo trong khóa live VIP của thầy nên khủng không? Ok. Thế mình tiếp nha. Chất nào sau đây là axit béo? Thế thì mình nhìn này. Anh axit palmitic, đúng không? Đáp án đúng của mình là đáp án D. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 10. The Gustati Rubber là một trong những công ty lốp xe lớn nhất thế giới. Ui, đọc nhiều quá nhỉ. Để chạm, loại cao su này có tên là, xem nào. Tên công ty đặt theo tên của nhà tiên phong, người khám phá phương pháp kết hợp giữa nguyên tố lưu huỳnh với cao su. Này, từ chốt. Nguyên tố lưu huỳnh với lại cao su C15. À đúng rồi, sorry. Cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Hùng. C15H31 thầy ghi nhầm. C15H31 các em nhé. Cảm ơn các em. Vô Tí Hon muốn một khóa. Cách thứ nhất, lên top 1 trong việc làm bài thi. Cách thứ hai, đăng ký ngay với thầy thôi.
Cao su bu ná. S không phải. Cao su bu ná N không phải. Mà phải là cao su lưu hóa. Đáp án đúng đáp án D các em nhé. Rất tốt. À, mình tiếp tục nhé sang câu tiếp theo. Câu số 11. Câu số 11 này. Học sinh lớp off thầy Khởi. Em nhìn đâu. Học sinh lớp off của thầy không có được. Top 1 dã man nha. Câu số 11. Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của glycine? Glycine thầy vừa viết xong nhỉ? COOH NH2 đúng không? Đấy gì? Thì công thức cấu tạo thu gọn của nó là đáp án A. Đáp án A nhá. Đáp án đúng đáp án A. Câu 11 đáp án A. Ok. Ở đề hôm nay bị lỗi thì à, đề bị lỗi nên là chị Huế chị sẽ chấm theo cái kiểu là vứt những cái câu lỗi đi, có nghĩa là chị sẽ bỏ những cái câu mà không có trong đề đi thì à thế cả ăn may. Hôm nay được điểm cao là do chị Huế chị bỏ từ câu 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thôi cũng được. Chị bỏ mất 5 câu. Đề hôm nay bị lỗi các em nhìn này, từ câu 13 câu 19. Thế là chị Huế chị chấm điểm là bỏ câu 14, 15, 16, có nghĩa là chị chia ra. Được chưa? Câu 12. Hợp chất X của công thức cấu tạo X có tên là X có tên gọi nào sau đây? Thì anh này là CH5 đúng không? Anh này là etin. Đúng không? Anh này là etin format. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Etin format. Câu 13 nào. Câu 13. Thế anh này nhá, chúng em chú ý nhá, anh etin format này còn có khả năng thực hiện tráng gương nữa. Đấy, tráng gương với nó có đầu HCO mà. Đầu HCO nó còn tráng gương nữa nhá, các em lưu ý. Sợi visco thuộc loại gì? Đấy, sợi visco. Visco thì được tổng hợp bởi từ gì? Cellulose. Lose. Ngâm với lại dung dịch CS2. Thế thì không thể là polymer trùng hợp, không thể thiên nhiên được. Đúng chưa? Cellulose là nguồn gốc thiên nhiên nhưng trong CS2 là có tác động con người rồi. Vậy nên nó là polymer bán tổng hợp. Hay còn được gọi là polymer nhân tạo, các em chú ý nhé. Và nhân tạo của mình thì mình có hai thằng. Một là thằng visco, một thằng là acetat. Cứ nhớ này, một thằng visco, một thằng acetat là tơ bản tổng hợp hay còn được gọi là nhân tạo, nhớ chưa? Ok, rất tốt, cảm ơn Cao Quang Hảo, rất tốt đấy. Thành viên trong like của thầy dã man không? Like và off của thầy kinh điển lắm. Câu 19. Khi thay thế hết các nguyên tử hydro trong phân tử NH3 bằng gốc hydrocarbon thì tạo thành hợp chất mới là. Thế thì trong NH3 thầy có mấy hydro? 3 hydro này. Đây chú ý cho thầy cụm từ là thay thế hết. Được chưa? Ô, bạn Dương Hồng Quân khi nào thầy có live stream ạ? Thầy đang live. Em ơi, bạn Dương Hồng Quân đang hỏi thầy là khi nào thầy có live stream. Thế là bạn còn không biết là thầy live stream các em, chứng tỏ mình share hơi ít rồi. Em share giúp thầy lên trên tường xong rồi là tát tất cả các bạn của em vào giúp thầy với, chứ nhiều bạn còn không biết là thầy đang live em ạ. Chết dở không? Nhiều lắm. Nguy hiểm quá. Các em giúp thầy với nhá. Cực kỳ cảm ơn các em. Nào mình tiếp nào. À, đây thay thế hết. Thế thì trong thằng NH3 chúng ta có 3 nguyên tử hydro. Vậy thay hết thế hết thì nó sẽ có dạng là R1 N R2 R3. Đúng không? Vậy đây là amin bậc 3. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Câu 30. Câu 30. Câu 20. Carbohydrate sau khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo ra sản phẩm glucose. Chú ý cụm từ chỉ tạo ra sản phẩm glucose. Glucose không bị thủy phân đâu các em ạ. Nhiều bạn là bị nhầm đấy. Glucose chúng ta là không bị thủy phân. Glucose không bị thủy phân nên bỏ này. Saccharose có thủy phân. Nhưng saccharose thủy phân tạo thành alpha glu cộng với lại beta fructose. Được chưa? Tiếp tục này, fructose không bị thủy phân, monosaccharide. Tinh bột thì thủy phân tạo thành alpha glu. Vậy các carbohydrate sau khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo ra sản phẩm glucose là dê, tinh bột, alpha glu. Đấy, chúng ta thực ra thì cái bộ đề này thầy cũng chữa sắp hết rồi. Bộ đề này là trong bộ 15 đề thì dành cho lớp offline và cũng là dành cho lớp live VIP, sắp hết rồi. Thầy mới soạn thêm cái bộ 20 đề sau. À, chữa tất cả các câu đề thi thử nghiệm, đề thi minh họa hay là đề thi đại học của các năm gần đây. À, thì chữa hết. Đấy, để cho các em cũng có thể học giỏi lên. Đấy.
Đây, cái bộ đề đấy thì nó sẽ có ở trong lớp offline, với lại cũng như là sẽ có ở trong cái lớp live stream thầy dành offline thì dành cho các bạn ở gần, live stream thì dành cho các bạn ở xa. Những bạn nào ở Hà Nội thì có thể đăng ký học lớp offline thầy. Chất nào sau đây làm kỳ thế hoa xanh? Hoa xanh thì tương đương nó phải là ba dơ các em nhỉ. Được chưa? Đấy thì anh này là anh este thì không thể nào là hoa xanh được. NaCl là trung tính không hoa xanh được. CH5 là ancol, làm gì có hoa xanh. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. CH3NH2 làm quỷ tím hoa xanh. Và chúng ta chú ý rằng là anh CH3NH2 này nó còn có một cái nữa, là anh này tồn tại ở điều kiện thường thể khí. Điều kiện thường thể khí. Và nó có mùi khai nhé. Mùi khai. Điều kiện thường thể khí và có mùi khai. Các em cẩn thận. Các em giúp thầy tác các bạn của em vào trong cái video live stream này nhé. Để cho các bạn của em cùng có thể học được với thầy. Bởi vì cái việc mà học được với thầy sẽ rất tốt cho tất cả các bạn. Mình sang tiếp này. Câu 22. Trong thành phần hóa học của polymer. Câu 22. Trong thành phần hóa học của polymer. Nào sau đây không có nguyên tố nitơ. Thế thì em nhớ này. Hội ni lông. Hội ni lông là hội chắc chắn có nitơ rồi. Bởi vì ni lông 7 thì viết cho chúng ta xem ni lông 7 nhá. Ni lông 7 là anh này này. NH này. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon. Đây là ni lông 7. Có nitơ chưa? Đây hỏi không? Vứt. Ni lông 6 có 6 carbon. NH 1 2 3 4 5 6 CO. Đây là ni lông 6. Có 6 carbon. Em cứ nhớ ni lông 7 7 carbon, ni lông 6 6 carbon rất dễ. Calcubuna. Calcubuna là anh này. Không có nitơ đúng không? Đáp án đúng đáp án C. Còn tơ ni lông 6,6 đi từ acid adipic và hexametylendiamin. Được chưa? Cái gì đây em? Kiểu vừa xem thầy like vừa rep comment biết rồi nhỉ. Được chưa? Tiếp tục này, ni lông 6,6 này. Ni lông 6,6 là anh này. NH. Cái này các em sợ lắm đúng không? 6 carbon. 1 2 3 4 5 6. NH. CO này. OC chuẩn hơn. OC. 1 2 3 4 5 6. Đây. Được chưa? Thế thì ở đây mình có này. Vậy chắc chắn là không có nguyên tố nitơ là calcubuna. Thứ hai các em chú ý này. Ni lông 7 này là trùng ngưng, ni lông 6 này là trùng ngưng, ni lông 6,6 này cũng là trùng ngưng. Riêng thằng calcubuna là trùng hợp. Được chưa? Câu 23. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch brom? Các em lưu ý nhé. Đây là không phản ứng với brom. Thế thì tác dụng với dung dịch brom ấy. Tác dụng với dung dịch brom. À, nhựa 3 kelit. Hà Vinh ơi, nhựa 3 kelit là có cấu trúc mạch không gian. Thằng này không thi đại học đâu. Giảm tải rồi em nhé. Tác dụng brom thì bắt buộc phải có PCC hoặc PC nối 3C hoặc P của CSO. Có nghĩa có nối đôi CC này, nối 3C hoặc chó thì mới có phản ứng tác dụng với dung dịch brom. Một điều nữa là bọn anilin và bọn phenol cũng tác dụng. Phenol này. Anilin cũng tác dụng. Đấy các em lưu ý nhá, từng đề bài. Thế vậy này, đề bài yêu cầu không. Thằng này có nối đôi, vậy có tác dụng loại. Thằng này có nối ba, có tác dụng loại. Phenol kết tụ màu trắng, loại. Vậy chỉ có metinacetat là không tác dụng, este này không. Ừ đúng rồi, à, ni lông là trùng ngưng hết, chính xác. Đúng rồi, đề này nhẹ, chính xác. Câu 24. Có 4 kim, thi thoảng mình làm suốt ngày đề nặng, hôm nay mình làm đề nhẹ nhẹ tí. Có 4 kim loại natri, nhôm, sắt, đồng, thứ tự tính khử giảm dần. Tính khử giảm dần. Tính khử giảm dần. Tính khử giảm dần. Thế thì là
Khi nào ba cần mua là đúng theo cái dãy đấy đúng không em? Khi nào phải nhôm, nhôm thì tính khử mạnh hơn nari sai. Khi nào sắt tính khử, khi nào ba cần mua áo, áo mới giáp sắt. Sai tiếp. Sai vì hình sắt với thằng nhôm. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. À thằng này đúng. Đúng chưa? Đáp án ăn đúng, chúng ta đáp án C. Các em lưu ý nhá. Vào 20 giờ 30 tối thứ hai hàng tuần. Hàng tuần là thầy tổ chức thi thử ở trong nhóm của thầy. Lâu 1 là một khóa live. Được chưa? Lâu 2 cộng 3 là được tặng. Vừa nãy thầy bảo tặng bao nhiêu tiền? 100.000. Chú ý để được tặng thì phải xe lại về tường này. Sau đó thi được như thế này này. Được chưa? Tặng 100.000 khi đăng ký khóa live nhá. Đăng ký khóa live. Và cái này chỉ có hiệu lực 24 giờ thôi. Nhớ, cứ nhớ liên tục như vậy. Ok. Hảo thì ở trong khóa rồi thì chẳng được tặng gì cả. Trong khóa thầy auto giỏi. Điểm thấp cũng bị đánh. Tuấn Mai anh vừa học thầy xong, ok. Nào mình có nhá, câu 25. Có bao nhiêu hợp chất đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 mà không phải ST? Ờ, cay nhỉ. Đơn chức. Đơn chức thì thằng C3 dạng CnH2NO2 này. Dạng CnH2NO2 mà đề bài nói chúng ta là đơn chức. Thì mình nghĩ ngay đến ST và axit. Nhưng đề bài nói chúng ta là không phải là ST đâu. Phải loại ST đi, vậy chỉ có thể là axit thôi. Tương đương với là C362 có bao nhiêu axit. Đúng chưa? COOH là một chất này. C. Hết rồi các em nhỉ? Còn hợp chất đơn chức nữa? Hết rồi. Đúng chưa? Vậy thì câu 25 chúng ta chỉ có mấy? Một thôi, chính xác. Mấy câu cuối chắc chắn là đã đối rồi. Kiên Nguyễn thi thử nhóm nào á? À, trong nhóm các em tự ép nhé. Hóa học cùng thầy Minh Mielin. Đấy nhá, trong nhóm học cùng thầy Minh Mielin nhá. Các em nhớ chưa? Trong nhóm này, đây. Nhóm mà thầy suốt ngày thầy bảo ấy. Đây thầy search nhóm cho. Hóa học cùng thầy Minh Mielin này. Đây trong nhóm này. Đây trong nhóm hóa học cùng thầy Minh Mielin. 4.000 thành viên. Đây, chị Huế chị vừa đăng này. Bắt đầu tính giờ làm bài thi thử An Giang. Ấn vào link này. Xem chữa bài dạy này. Đấy, thấy không? Đây. Trong nhóm hóa học cùng thầy Minh Mielin. Trong nhóm này thầy còn đăng cả tài liệu nữa kìa. Rất rất nhiều tài liệu cho các em. Đấy, các em có thể search nhóm này ở trên Facebook nhá. Xong ép vào. À, các em còn chú ý một điều nữa. Đó là bài giảng của thầy sau khi livestream xong ấy. Thầy sửa rồi em. Chuẩn bị livestream ấy, hệ thống đề Vinh. Thì các em về nhà nhá. Nếu mà muốn coi lại livestream thầy nhá, thì em vào YouTube này, đánh này, Minh Mielin này. Xong rồi follow cái channel Minh Mielin. Đấy, trong này thì này, để Trần Phú buổi trước này, 4 ngày thì up lên luôn này. Để chuyên khoa học Huế này, để thi thử Kim Liên này, để thi thử chuyên Bắc Giang này. Thầy up hết lên trên này. Nhá, giờ các em chỉ cần vào các em theo dõi thôi. Ok chưa? Nào mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục chữa này. Câu 26. Ui, đói quá. Đói dã man luôn ấy. Đề Vinh chuẩn bị em ạ. Cứ bình tĩnh. Thầy chữa hết. Câu 26. Có 3 lọ đựng riêng biệt. Có 3 lọ đựng riêng biệt 3 dung dịch. Có thể nhận biết 3 dung dịch bằng lysin. Lysin là anh nào nhỉ? H2N này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, OOH. NH2. Valin. 1,
2, 3, 4, 5 OH. Sai rồi. Đây 5 nhưng mà phải có một thằng chĩa xuống axit glutamic. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 thôi. O, O, H, H, O, O, C. Được chưa? Và NH2. Thế mình nhìn này, anh này có hai nhóm NH2 này, anh này có hai nhóm COH này, một như NH2, một như COH, nên mình nghĩ ngay đến quỳ. Quỳ tím này, hai nhóm NH2 thì màu xanh. Được chưa? Một nhóm NH2, một nhóm COH thì là không đổi màu. Một nhóm, hai nhóm COH, một nhóm NH2 thì là màu đỏ. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án gì? Quỳ tím, đáp án đúng đáp án C. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 28. Câu số 28. Các em comment đáp án thật nhiều vào để thầy chữa đến câu 40 này. Nếu mà comment đáp án ít là thôi thì không chữa đến câu 40 đâu. Nhá. Nào thử comment đáp án câu 27 xem nào. 27 đáp án gì? Thầy đợi tí cho các bạn cùng comment đáp án nhá. Tranh thủ vậy thầy kiếm cái gì ăn ăn nhá. Đói quá. Các em comment cho thầy đáp án câu 27, đáp án gì nào? 27. Mới có 4 bạn Nguyễn Thi comment rồi. Thầy đi dạy lớp off xong thì về nhà thì live stream với các em luôn đấy. Đói dã man. Hai bảy D. 4-5 bạn đều D rồi. Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Văn Tài. Acid trong phẩy glutamic, em tưởng 4 chất cái này gõ lỗi, lỗi là lỗi tại thầy. Hai bảy nhá. HCOO C2H5. Mình tìm được số mol của anh này. 7,4 chia cho 45 cộng với 29 cho 1 bằng một lượng vừa đủ dung dịch cao áp đủ nhá, thì mình thu được HCOK với muối khan là 0,1. Nhiều bạn nhầm anh này lắm. Kali là 39 nhân bằng ngoặc đơn này 1 cộng 44 cộng 39 bằng 8,4 game ạ. Đáp án đúng đáp án D. Wow, rất nhiều bạn comment đúng đáp án D, rất tốt, chính xác. Câu 28. 28 các em phải chú ý này. Đúng rồi, học sinh thầy biết bấm máy tay trái, chính xác. Ok. Hợp chất X là este đơn chức chứa 53,33% oxy. Đơn chức nhé. Vậy đó là CXHIO2 chứa 53,33% oxy. Có nghĩa là ở đây mình có này, ở đây mình có này 2 oxy, vậy là 32 này, chia cho phân tử khối của X thì bằng 53,33 chia 100. Vậy thì tìm được phân tử khối của X luôn. Thì lấy 32 chia cho 0,5333 bằng 60. Phân tử khối của X bằng 60. 60 giờ thì bấm thử con này là biết. Đúng không? Este đơn chức anh này bằng 60 này. Đúng chưa? Anh này là bằng 74 này. HOOC đây là CH3COH nhá, 60 nhưng anh này là axit. Anh này bằng 74. Loại nốt. Người ta bán đúng mình ta bán. À. Dễ ọt các em nhỉ. Dễ ọt. Đây mình sang câu 29. Mình sang câu 29 nào. Cùng giải câu 29 với thầy nè. Số lượng hợp chất hữu cơ đơn chức. Đơn chức mà C2H4O2 thì nó là axit và este.
CH3COH và HCOO CH3. Đơn chức thôi. Hai này đều tác dụng với NaOH, axit tác dụng với NaOH và ester tác dụng với NaOH, NaB. Lưu ý nhé, phải là có từ đơn chức, từ chốt đấy. Câu 30. Dung dịch saccharose có phản ứng với chất nào sau đây? Saccharose không ăn được NaCl. Lưu ý là sac chỉ thủy phân. Carbohydrate chỉ thủy phân trong môi trường axit thôi. Kiềm thì không. Loại tiếp. Không phản ứng với AgNO3 trong NH3 đúng không? Chỉ có phản ứng với COH hai lần để tạo thành dung dịch màu xanh. Đáp án đúng, đáp án gì? Ok. Câu 31. 72 gram glucose C6H12O6. Chúng ta nhớ là một glucose cho ta ra 2 bạc. Thế 72 gram glucose thì mình có số mol nhé. 72 chia 180 bằng 0,4 mol. Vậy mình tìm được số mol bạc của mình bằng 0,4 nhân 2 bằng 0,8. Thế mình có là 0,8 và nhân với lại 108 thì bằng 43,2 gram. Đúng nhỉ? 0,8 á. 72 chia 180 0,4 nhân 2. Chết rồi. 0,8 nhân 108. 86,4 các em ạ. 86,4 đáp án đúng, mình đáp án B nhá. Cả nhà chú ý nhé. Các em cứ comment thật nhiều, xong xe thật nhiều thì thầy sẽ cố chữa hết. Nhưng mà nếu mà không comment với không xe thì thầy buồn lắm. Bởi vì coi như là nếu mà không comment với xe thì gần như là thầy nói một mình. Thầy nói một mình thầy buồn thì chẳng muốn nói. Bởi vì đau họng. Comment xe thật nhiều, xong rồi gọi các bạn thật nhiều vào trong này học cùng thầy thì thầy sẽ cố gắng like dã man cho các em. Đấy, trong quá trình mà like này, bạn nào mà muốn theo dõi chữa full các câu cuối, khả năng cao tối nay thì hy vọng nếu mà vẫn giữ được trên 100 thì thầy sẽ chữa full các câu cuối cho các em. 100 bạn đang theo dõi thì thầy sẽ chữa full câu cuối cho các em. Và chắc đây là lần duy nhất thầy chữa các câu cuối ở bên ngoài, còn lại thường thì chữa trong nhóm live VIP nhé. Xin phép các bạn live VIP của thầy đang theo dõi video livestream ngày hôm nay thì tối nay thầy chữa cho tất cả các bạn đến câu 40 đúng không nhỉ? 32. Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch etinamin tác dụng dung dịch FeCl3 là? Hiện tượng quan sát được. Ôi, mới có gần 200 xe á, bình thường thầy livestream toàn trên 500. Hôm nay xe đuối á. Hiện tượng quan sát được khi cho etinamin tác dụng với lại FeCl3 thì chú ý này. Etinamin này này. CH5NH2. FeCl3 này này. Chúng ta lưu ý nhé. Anh CH5NH2 này, NH2 này. Etinamin này, nó là kiềm. Kiềm thì có tính gì? Ẩn sâu trái tim nó là OH trừ. FeCl3 nó có sắt 3 cộng. Ẩn sâu dưới trái tim nó là H cộng. Vậy mình có này, OH trừ ăn sắt 3 cộng để tạo thành FeOH 3 lần. Nhiều bạn nhầm lắm. Anh này kết tủa màu nâu đỏ nên chắc chắn không phải kết tủa màu trắng vớt. Màu trắng không có khi nào đâu ạ. Xanh không xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ mới đúng. Đáp án đúng, đáp án B, bỏ. Đấy, Trịnh Hoàng nhầm mất rồi. Vô Đi Hòn, Đào Đi Môn, kiến thức nền không có thì phải học khóa mất gốc em ạ. Kiến thức nền không có phải vào học khóa mất gốc. Những cái bạn mà đang theo dõi thầy là thường là những bạn lớp offline hoặc là những bạn đã đăng ký khóa C1 của thầy rồi thì các bạn đã có kiến thức nền rồi, nên các bạn làm nhanh lắm. Bắt buộc phải luyện đề từ bây giờ đúng không em? Nếu mà em không luyện đề là coi như là tiêu luôn. Mình luyện càng nhiều đề càng tốt. Năm nay mục tiêu thầy chữa cho offline cũng như online thì phải trên 50 đề. Nguồn cung cấp nước tự nhiên cho các nhà máy nước sinh hoạt chứa sắt tồn tại chủ yếu ở dạng FeHCO3 hai lần, pH khoảng 6-7. Hàm lượng sắt trong nước cao làm cho nước có mùi tanh, để lâu có màu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người. Để khử sắt trong nước đạt hiệu quả kinh tế nhất, người ta dùng phương pháp nào sau đây? Dàn phun mưa hoặc bể tràn cho nước ngầm tiếp xúc nhiều không khí lắng đọng. Cho nước vôi vào nước, sục không khí dầu oxy vào bể nước ngầm. Khó đấy. Thầy nghĩ rằng là dùng dàn phun mưa
hoặc bể thường chắc chắn là có giàn phun mưa hoặc bể tràn để cho nước ngầm tiếp xúc nhiều với nước không khí lắng đọng rồi, bởi vì cái này là trên cái bình cái lọc nước nhà thầy vẫn có. Cái này là ở trong lọc nước nhà thầy vẫn có. Đấy. Thế nhưng mà xem nào. Tiếp tục, chắc chắn cái thứ hai là sục không khí giàu oxy ở bể nước ngầm. Nhưng mà xem nào. Sục không khí giàu oxy vào bể nước ngầm á. Sục không khí giàu oxy vào bể nước ngầm à? Các em nghĩ thế nào? Thầy cũng chưa bao giờ nhìn thấy là sục không khí giàu oxy vào bể nước ngầm. Cho nước vôi vào nước thì càng chưa bao giờ nhìn thấy. Chưa bao giờ nhìn thấy cho nước vôi vào nước luôn các em ạ. Thề luôn. Chưa bao giờ nhìn thấy cho nước vôi vào nước. Nhưng mà cũng có thể nếu mà... À đây là nhà máy nước. À nhà máy nước, do nhà máy nước chắc chắn có một này. Thế là loại A này. Sục cũng, nếu mà nhà máy thì chắc chắn là sục cũng có. Và cho nước vôi nước cũng có. Đáp án đúng đáp án C. Nha. Không. Nhà máy thì là C rồi. Câu 34. Đấy, nhiều câu nó yêu cầu độ IQ khác ca. Câu 34. Các em đồng ý hôm nay thì chữa đến câu 40 không? Các thanh niên đâu rồi? Đồng ý hôm nay thì chữa đến câu 40 không? Bạn nào đồng ý tối nay thì chữa đến câu 40 chấm một cái. Xong rồi bạn nào mà chữa xe thì xe lại xem nào. Bạn nào đồng ý cái này. Chấm cái đồng ý. Xe về tường luôn. Có muốn bằng nguyên tử Anh rồi. Trời ơi, chẳng có cơm ăn đấy. Thầy phải đi ăn hạt điều để mà live stream các em. Ba Tư à? Trong cái nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng nhất? Tất cả các amin đơn trước đều có số nguyên tử hydro là số lẻ. Các em chú ý cho này cái này nhá. Hợp chất hữu cơ có số lẻ nguyên tử nitơ thì có phân tử khối là số lẻ. Phân tử khối là số lẻ tương ứng với lại hydro lẻ. Cái này đúng này. Thủy phân hoàn thành chất béo, cách đun nóng, dịch là hát dư. Luôn thu được sản phẩm gồm xà phòng. Đúng. Nhưng muối natri của glycerol là sai. Sai. Nhóm viết thì cũng học luôn ở trên này luôn. Trần Vi nhá. Hôm nay thầy xin phép nhóm viết. Hôm nay thầy sẽ... Nhóm viết Trần Vi ơi. Tối nay nhóm viết học luôn ở trên này với các bạn luôn. Có nghĩa là tối nay là coi như là thầy chữa nhóm viết ở bên ngoài tường này luôn. Được không? Ok nhá Vi nhá. Ok, tiếp tục nào. Tất cả các trieste của glycerol là chất béo. Tất cả các trieste của glycerol là chất béo. Sai. Có phải là trieste của glycerol và gốc axit béo. Thủy phân hoàn toàn peptide trong môi trường axit luôn thu lại được các alpha amino acid. Môi trường axit thì phải thu được muối. Vậy đáp án đúng chúng ta là bạn này. Ok. Câu 35. Câu 35 này. Các em cùng comment đáp án câu 35 này. Xà phòng hóa hoàn toàn 80,6 gram một chất béo bằng NaOH. Thế mình có nhé. Chất béo này là RCO 3 lần C3H5. Khối lượng của nó bằng 80,6 bằng NaOH. Thế là một mình thằng này ăn 3 NaOH để tạo thành glycerol là C3H5OH 3 lần cộng muối của axit béo là RCONa. 83,4 gram muối. Được chưa? Thu được mg của glycerol. Thế thì để bài hỏi chúng ta giá trị của m là muốn tìm số mol của glycerol. Thế này, thế nếu thầy đặt số mol của glycerol là amon thì có phải số mol NaOH là 3 không? Vậy thầy có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng đào đi amon biết thầy qua cái đồng phân, đúng rồi, chiêu đồng phân thầy rất kinh. Cộng 3a nhân 40 thì bằng 92a. Cộng thầy bấm máy tính nào. Ta có này. 83,4 này
trừ đi này 80,6 bằng này chia cho này 120 trừ 92 0,1 a bằng 0,1. Vậy ngay tức thì tìm được khối lượng của m, m là m của glycerol thì là 0,1 nhân với 92 thì bằng 9,2. Và đúng đáp án A. Ok. Câu 36 này. Thời gian trước đây theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ nhà nông thường hay đốt đồng, đốt gốc rạ. Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp cung cấp cho cánh đồng mùa vụ sau một lượng đạm dưới dạng N2. Nitơ nó bay đi chứ các em. Em ấy có cách tìm đường phân nhanh em nhá. 3452 48 của thầy. 3452 48 của thầy do thầy nghĩ ra. Mất gốc tính đường phân Hà Vinh ạ. Thế thì em phải học khóa C1 của thầy rồi. Kinh khủng lắm. Tất cả các bạn đều nhìn đồng phân phát, nhìn chất phát ra số đồng phân luôn. Tại sao thầy không hiểu là tại sao đến giờ này vẫn nhiều bạn không biết cách tìm đồng phân nhỉ? Thế mà em không biết là thầy có chiêu tìm đồng phân cực kỳ kinh à? Thầy dạy cách đây gần 1 năm rồi. Mà nitơ nó bay đi mà. Thì em sao cung cấp cho cánh đồng được? A sai. Cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3. Loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và gạch, làm sạch phần lúa sạch. Kali là đúng. À, cái này khi mà đọc đến câu này thầy nhớ đến cái bộ phim là phim Anh Hùng Núp mà hồi bé thì được xem. Thì các cái người dân tộc ED ấy, ở Tây Nguyên ấy, thì nhớ là hồi đấy là thực dân Pháp là chiếm đóng nước ta thì có muốn làm cho dân ngu dân dốt ấy. Thế là quản lý đội dân tộc ép dân tộc ED ở khu vực Tây Nguyên nghe theo họ. Nghe theo họ bằng cách là quản lý cắt hết cái đường muối. Có nghĩa là nếu mà ngoan thì nó sẽ cho muối. Thế nên là người dân tộc ED bị áp bức nhiều quá. Thế nên là họ vùng lên nổi dậy. Thế họ bắt buộc họ phải lấy cho. Đốt gốc gạ, đốt gốc rơm ra. Lấy cho để mà ăn, để mà lấy muối. Thay muối, rất là khổ. Và có rất nhiều đứa bé nó bị thiếu muối. Thì trông mặt nó bị gầy gò, xanh xao, yếu ớt. Đấy, thì anh chú ý. Đây thì nói lại cho các em một chút về lịch sử dân tộc chúng ta. Đây chưa? Chúng ta cố gắng học hành giỏi để mà đất nước chúng ta không bị khổ như vậy nữa. Ok, câu 37 thầy còn nhiều chiêu lắm tài anh ạ. Thủy phân hoàn toàn m gam dipeptide. Dipeptide là gly. Ta là mạch thở bằng dịch cao hắt vừa đủ. Cao hắt vừa đủ nhé. Để tạo thành dung dịch X. Thế dung dịch X của thầy này. Kali glycin này. Kali glycin là gly trừ 1 hydro thêm 1 kali, nhìn chiêu nhá. A la trừ 1 hydro thêm 1 kali do gly có một nhóm COH và A la có một nhóm COH. Thế đây là 1,13 gam muối của glycin. Thế thì muối glycin như nào thì non thì cách tính này. Suy ra số mol sẽ bằng này 1,13 này chia này, chú ý này. Gly chúng ta bằng 75 đúng không? 75 trừ 1 hydro cộng 1 kali cộng 39. 1,13 trừ đi chia cho 1,13 chia cho bằng ngoặc đơn. 75 trừ 1 cộng 39 bằng 0,01. Vậy số mol glycin bằng 0,01. Số mol glycin bằng 0,01. Thì suy ra anh này bằng 0,01. Suy ra la bằng 0,01. Được chưa? Thế đây. Giá trị gần nhất với m DM gam dipeptide. Thế ở đây thì có này. M bằng gly là 75, A là 89 trừ đi 18 nhân với 0,01 thì bằng 75 cộng 89 trừ đi 18 bằng nhân 0,01 bằng 1,46. 1,46 thì gần với 1,45 hơn, đúng không? Đáp án đúng đáp án này. Trừ 1 cộng K là tại sao em? Trừ 1 cộng K là thế này này, do trong gly chúng ta là có một con chó, có một nhóm COH đúng không? Khi cộng với lại KOH thì nó tạo thành gly. Có phải thằng hydro vứt đi không? Là kali bơi vào thì có phải là trừ 1 hydro cộng 1 kali không? Giả man không? Ôi phối hợp, ơi sao phối hợp bây giờ vào học?
đánh cho Phú Hòa một trận giờ. Chuyện rời đề thì dã man lắm Trần Vị ạ, em phải học thầy còn nhiều. Không sai đề đâu. Câu 38 nhá. Câu 38 này. Cho mở ra hỗn hợp x gồm 38 hỗn hợp x gồm FeO này, Fe2O3 này, F3O4 này, tác dụng vừa đủ H2O4 loãng dư, thu được dung dịch B. Cái dung dịch B thì chắc chắn là gồm có Fe4 và Fe2S4 3 lần, khối lượng bằng 90,4 gam muối khan. Cho B tác dụng với clo dư. Clo dư. Cho B tác dụng với clo dư thì sắt của thầy chắc chắn lên sắt 3. Nhưng mà... À rồi. Thì hỗn hợp chúng ta gồm tồn tại gồm Fe2 SO4 3 lần, sắt lên sắt 3 mà, và FeCl3. Chỗ này bằng 97,5 97,5 gam muối. À, hơi khó đấy, hơi xương đấy. À, tại sao thầy lại nói là hơi xương? Tại vì cuối cùng sắt của thầy nó sẽ lên là sắt dương 3 hết. Thế đây là 90,4 này là sắt hỗn hợp của sắt dương 2 và sắt dương 3. À, nếu mà như vậy thì thế này đi. Đặt thôi. Được không em? Đặt nhá. Đặt anh này là A, đặt anh này là B này. Thế có hệ phương trình này. À, 56 56 cộng với 96 bằng 152. Cộng với cụm này là 56 x 2 cộng với 96 x 3 400 thì bằng 90,4. Phương trình thứ hai này, nhìn non thầy bảo toàn nhá. Đầu tiên là bảo toàn gốc S4 trước. Đây là A đây cộng với 3B. Vậy là đây là A cộng 3B phần 3. Được chưa? Sau đó thì bảo toàn sắt A cộng 2B. A cộng 2B trừ đi, chỗ này mình nhân 2. 2 phần 3, 2 nhân mở ngoặc đơn A cộng 3B. Đấy. Các em nhìn thấy không? Bên đây thì có hệ thứ hai ra khối lượng này. Là anh này là bằng 200 nhân với lại A cộng 3B phần 3 cộng với A cộng FeCl3 là 56 cộng với 35,5 nhân 3 bằng 162,5 nhân với A trừ đi A cộng với 2B trừ đi 2 nhân mở ngoặc đơn A cộng 3B chia 3 bằng 97,5. Các em ơi, các em bấm vào cái hệ này với. Hệ này chắc chắn là đáp án. Các em bấm giúp thầy cái hệ này mới. Các em bấm giúp thầy cái hệ này để ra đáp án xem nào bằng bao nhiêu. Nào. Các em bấm giúp thầy cái hệ này mới. Bấm giúp thầy cái hệ này. A bao nhiêu, B bao nhiêu là xong rồi. Nào các thanh niên bấm giúp thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu này. A bằng. B bằng. Thầy không biết bấm đâu. Thầy đợi đấy. Không em ạ, đào đi môn là like dạy bài tập theo chuyên đề là thầy like ngày trước rồi. Bây giờ chỉ có luyện đề thôi. Còn lại bài tập theo chuyên đề thì thầy có khóa C1 nhá đào nhá. C1 của thầy toàn bộ video kiến thức lý thuyết và chia sẻ bài tập. Chắc là hơi chậm nhỉ. Chắc là hơi chậm. Chắc này ra bấm máy tính AB nhá. A mà không phải AB bằng 0.15 này. Nguyễn Tài Anh 0.2B bằng 0.15 này. A bằng 0.2B bằng 0.15. Được chưa? Chứ bài này này. Đây là FeO, Fe2O3, F3O4. Thì mình coi là FeO, Fe2O3 nhá. Vậy này. Đây là sắt dương 2 này. Thì 0.2, anh này 0.2. Sắt dương 3 0.15 nhân 2 0.3 chia 2 0.15. Vậy đây mình tìm được khối lượng luôn. 72 nhân 0.2 cộng 0.15 nhân 160 38,4. Đáp án đúng là C. Dễ ợt.
chuyên đề thì có khóa, thầy có khóa full video rồi, nên là thầy không ấy. FeCl3 tại sao chia 3 em? Đây tại vì thế này, FeCl3 chỗ này chia 3 là bởi vì là chỗ này là đâu nhỉ, 2A cộng 3B, 2A cộng 3B chia 3 là ở trên này là chia 3, bảo toàn sắt mà nha. Đúng rồi, chính xác, tăng giảm khối lượng nhanh hơn. Bây giờ thầy mới chữa cách số 2, cách tăng giảm khối lượng 38. Cách số 2 cách nhanh hơn. Thầy vẽ lại cho các em cùng nhìn nhé. Thầy coi này, MeO, F23, F34 là hỗn hợp gồm có FeO và Fe2O3. Thầy chữa một cách chậm, một cách nhanh cho các em. Đấy, cách ở trong khóa live VIP của thầy là thầy sẽ chữa hai cách. Cộng H24 loãng. Hôm nay xin phép các bạn live VIP cho các bạn này học ké tí. SO4 này, Fe2, SO43 này, này. Thì coi hỗn hợp này, thì coi nhé, em chú ý nhé, thì coi hỗn hợp này gồm Fe này, dương 2 này, Fe dương 3 này, và SO4 2 trừ, đúng không? Cho này cộng với lại clo gì thì có phải nó tạo thành là Fe2 SO43 lần như thầy vừa viết, và FeCl3 thì hỗn hợp này có phải chính bằng Fe dương 3 và Cl trừ gì, và có thêm SO4 2 trừ, đúng không? Thế bọn này này là bằng 90,4 này, cả cái cụm này, cả cái cụm này thì bằng 90,4 này, cả cái cụm này thì bằng 97,5 này. Mình thấy khối lượng tăng lên. Mình lưu ý này, sắt của thầy không bị biến mất đi, sắt của thầy vẫn còn trước và sau. À thôi, F34 không tính, bởi vì F34 chính là hỗn hợp Fe34 chính là hỗn hợp của FeO và Fe23. Nên thầy quy luôn, nó là hỗn hợp luôn, chỉ có FeO và Fe23. Đúng rồi, cách ẩn cũng được. Có hai cách em thích nói nào cũng được. Đây là thầy giảng tiếp này. Sắt được bảo toàn nhé. Vậy là sắt hai bên này bằng nhau này. SO4 được bảo toàn nhé. Vậy khối lượng tăng lên là khối lượng của clo. Được chưa? Thế vậy là mình tìm được khối lượng của clo nhé. 97,5 trừ đi 90,4. Trừ đi 90,4 bằng 7,1. Chia cho 35,5 bằng 0,2. Vậy số mol Cl trừ bằng 0,2. Được chưa? Được chưa? Thế thì mình tìm được số mol của Cl trừ bằng 0,2 rồi. Được chưa? Thế thì có phải là chỉ có sắt dương 2 tác dụng với clo không? Có phải chỉ có sắt dương 2 tác dụng với clo không? Mà clo bằng 0,2. Thế thì suy ra clo 2 này là bằng 0,1. Thế mà chỉ có sắt dương 2 tác dụng với clo thôi, nên phải tìm được số mol của sắt dương 2 bằng 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Được chưa? 0,2 rồi, đến đây thì tìm được số mol của Fe2O43 lần. Bằng 90,4 trừ đi 0,2 nhân mà khoảng đơn 56 cộng 96 bằng 60 chia cho 400. 0,15. Vậy này vẫn bằng 0,2, anh này vẫn bằng 0,15. Và đáp án chúng ta vẫn là đáp án 38,4. Ok chưa các em? Xem có 39 nhá. 39 này. 39 xong là mình chỉ còn một câu thôi, có 40. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4 chất hữu cơ. Acid acrylic. Đốt cháy thì thầy quy về C123H4O2. Metin met acrylate 1 2 3 4 5. C5H5 cũng bằng H8O2. Vinin acetate 1 2 3 4. C4H6O2. Dimethinoxalat nhiều thế. 1 2 3 4. C4H6O4. Ôi, nó cháy hết bọn này. Đúng rồi, quy về em ạ. Thầy hiểu cách hay lắm. Kinh điển luôn. Học thầy cứ thoải mái mà xử cái cách kinh điển thôi. Đốt cháy là đốt trong oxy thì thầy thu được hỗn hợp gồm. Ui, cách này có kinh nữa. CO2 và nước này. Đi qua bình 1 chứ H24 đặc này. Dư này thì nó giữ lại nước.
Nó thoát ra CO2. CO2 đi qua BaOH này lần 2 dư. Thì thu được BaCO3 đúng không? 98,5 này. Chia 197 này. 0,5 mol. Vậy mình suy ngay ra được số mol CO2 và 0,5. Do đấy có tử dư nhá. Ô, có 4 sự kiện rồi. Hỏi luôn giá trị của M. Hỏi luôn giá trị của M mới kinh nhỉ. Đốt cháy hoàn toàn X gồm 4 hợp chất hữu cơ này. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 chứa H2O đặc dư, bình 2 chứa. Kết thúc kinh nghiệm thay bình 1 tăng M gam, bình 2 tăng 98,5 gam. À, bình 2 thu được 98,5 gam cái tủa. Thế ra là mỗi CO2. Ra là mỗi CO2 thôi. Chưa tin được gì cả. Uầy, câu 39 khó phết nhỉ. Đúng không? Đúng không? Khá khó. Quá nhỏ cho đồ bán lọ. Chuẩn không? Thế thì bài này nhá. Bài này này, em nhìn kỹ nhá. Giờ thầy có skin. Skin này không biết có nên nói cho các em không. Bây giờ thầy sẽ đi làm skin chặn khoảng. Chặn khoảng thế này. Thầy sẽ chặn khoảng trên và chặn khoảng dưới. Chặn khoảng trên là chặn cái thằng mà có công thức phân tử to nhất. Là thằng C4H6O4. Đúng không? Hay là C5H8O2. Xem nhá. À, C5H8O2 là 12 nhân 5. À đâu, thầy đi chặn khoảng giữa một cái thằng có số nguyên tử carbon nhỏ nhất. Bởi vì đấy nó phụ thuộc carbon này. Giả sử hỗn hợp của thầy chỉ có C3H4O2 nhá. Thì ra được CO2 bằng 0,5 này. Thì ngay tức thầy tìm anh này bằng 5/3 này. 0,5/3 này. Thì nước thằng này bằng 0,5/3 nhân 4. 0,5 chia 3 nhân 4. Chia 2. 0,333. Nhân 18. 6. Thì bằng 6 gam. Nhưng do thằng này là C3H4 nên chắc chắn phải lớn hơn sao? Bởi vì nó H8, H6, H6 mà. Nên chắc chắn phải lớn hơn sao? Nên loại C. Được chưa? Rồi tiếp tục nhá. Giả sử hỗn hợp có thể có nhiều carbon nhất là C5. H8O2. Thì tạo thành CO2. Các em hiểu không nhỉ? Nước. CO2 thành là 0,5 rồi. Thế này là 0,1. Bảo toàn hydro 0,1 nhân 8. Bằng 0,8. Chia 2 bằng 0,4. 0,4 mà nhân 18. 7,2. Vậy nó phải nhỏ hơn 7,2. Nhỏ 7,2 không thể bằng 7,2 được. Vậy suy ra của thầy là gì? Lớn hơn 6. Nhỏ hơn 7,2. Thì chỉ có thể là 7,15. Dễ không em? Dễ dàng, ngon lành, cành đào. Đáp án đúng, đáp án B. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Dĩ nhiên rồi, dân live VIP của thầy thì cực kỳ hay. Câu 40. Câu 40. Tiếp tục nhá. Hiểu bài không em? Live VIP phổ học. Câu 40. Cho 7,2 gam bột magie. Mình tìm được số mol bột magie. 7,2 chia 24. Các bạn trong live VIP thầy học khủng lắm. 0,3. Tan hết trong hỗn hợp HCl dư và KNO3. Em nên nhớ rằng là thầy luôn tìm cách hay và nhanh, chứ thầy không bao giờ giải theo kiểu đại số đâu. Nha. Và Trung Quang, Quang ơi, em có thể inbox cho thầy nhá. Em có thể inbox cho thầy. Được chưa? Inbox cho thầy để đăng ký. Những bạn nào muốn đăng ký khóa live của thầy thì inbox cho thầy thôi. Đấy, có rất nhiều bạn muốn đăng ký khóa của thầy. Thu được dung dịch X chứa M gam muối. Muối này. Khí này. Nitơ này. Hydro này. Số mol khí này. 2,688 chia 2,4 bằng
0,12. Mà khối lượng của bọn này để bài cho 0,76. Thế để đặt đi AB. Thế có hệ nhỉ, A cộng B bằng 0,12 này, 28A cộng 2B bằng 0,76. À, qua cái khóa thì mở cũng được một khoảng thời gian rồi. Và nếu mà em vào sau thì em hoàn toàn có thể xem lại các cái video live của các buổi trước. Đều là các video live chữa đều thầy, khá là chất. Hiện tại thầy đang có cái chương trình giảm giá cho cái đợt mà thầy lấy lại được nick Facebook trong vòng 1 ngày, 24 giờ. Đấy, những bạn nào inbox ngày hôm nay, ngay lúc này, sắp hết 24 giờ rồi, thì em sẽ chỉ còn khóa đấy của thầy là chỉ còn 500 nghìn thôi. Trị giá nó là 600. 1 bằng 1 bằng 0,12 bằng 28 bằng 2 bằng 0,76 bằng A bằng 0,02, B bằng 0,1. Đấy, thế xong nhá. Thế thì đề bài hỏi chúng ta giá trị của M, M gam muối, hỏi M muối này. Thế thì mình phải xét được xem, lưu ý tí. Các em lưu ý tí nhá. Cứ bất kỳ một cái phản ứng nào của thầy mà có, đúng học on em ạ, H cộng và nấu 3 trừ ấy, thì nó phản ứng như là H2O3. Nhưng các em lưu ý tiếp này, do phản ứng sinh ra hydro, do phản ứng sinh ra hydro, thứ tự phản ứng như sau nhé. Đầu tiên H cộng này đớp NO3 trừ này để tạo thành N2 này cộng H2O này, được chưa? Thế thì phải có chuyện là NO3 trừ hết thì nó mới xảy ra phản ứng tiếp là H cộng tạo thành H2 nhé. Nên là để sinh ra H2 thì chắc chắn là NO3 trừ hết, có nghĩa bao nhiêu nitơ trừ hết là N2, được chưa? Vậy điều này dẫn đến là muối này của thầy là không thể còn là nitơ nữa này. Nhưng mà magie thì thầy phải cẩn thận, thầy phải cẩn thận liệu có NH4 hay không thì không biết. M2 cộng này, Cl trừ này, thầy vẫn cẩn thận có NH4 cộng, đấy là phòng nhé. Thì phòng thôi là không biết là có NH4 cộng hay không nhá. Thầy cứ để đấy mà phòng, chắc chắn có K cộng nữa, được chưa nào? Thế mình biết số mol magie của thầy bằng 0,3 rồi. Thế ngay lập tức thầy đi bảo toàn E. Bảo toàn electron mình có này, magie thầy lên magie dương 3 này. Thầy magie thầy lên magie dương 2 chứ. Vậy là 2 nhân 0,3 thì bằng nitơ. Nitơ từ nitơ dương 5 về nitơ 0 thì là 5, 5 nhân 2 là 10. Nhân A là 0,02. À, đào đi môn à? Em có thể ra bưu điện em thanh toán cũng được, không sao cả. Hydro nhận 2 đúng không? Nhận 2E. Nhận 2E. Vậy là số mol hydro 0,1 thì nó nhân 2. Được chưa? Thế mình nhìn là anh này bằng 0,6 mà anh này không thể bằng 0,6 nên chắc chắn có NH4 cộng. NH4 cộng thì là anh này là từ nitơ dương 5 về nitơ trừ 3 thì là 8. 8 nhân số mol NH4. Thế mình tìm được số mol NH4 luôn này. 2 nhân 0,3 trừ đi 10 nhân 0,02 trừ đi 0,2 bằng chia 8 bằng 0,025. 0,025. Đến đây thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ này, 0,025 cộng với 0,02 nhân 2. Ra được KNO3 nhá. Bảo toàn nitơ mà. Bao nhiêu nitơ bên này chú hết vào đây. 0,025 này nhân 1 cộng với 0,02 nhân 2 bằng 0,065. Vậy là anh này 0,065 suy ra K cộng 0,065. Vậy cái muối của thầy sau này còn này, magie 2 cộng này, thầy ghi đây cho các em nhìn. 0,3 Cl trừ. Cl trừ chưa biết nhỉ? Đúng không? Cl trừ chưa biết. NH4 cộng 0,025 K cộng 0,065. Thế thì hoàn toàn mình bảo toàn điện tích mình tìm được Cl trừ. 0,3 cộng với 0,025 cộng với 0,065 bằng 0,39. Có đúng bằng 0,39 không? À, magie thầy chưa nhân 2. Đúng không? 0,3 nhân 2 cộng với 0,025 cộng với 0,065 bằng 0,69. Đến đây mình tìm được mà muối.
0,3 nhân 24 cộng 0,69 nhân 35,5 cộng 0,025 nhân 14 cộng 4 là 18 cộng với 0,06665 nhân 39 bằng 34,68. C. Ok, tối nay thầy đã chữa đến câu lấy điểm 10 trong cái đề này. Đề này hình như là khá dễ đúng không các em? Ok, các em nhớ là tương tác với thầy thật nhiều. Những bạn nào muốn đăng ký khóa học live stream, khóa chữa đề của thầy hoặc là khóa full video và các phương pháp giải mất gốc của thầy thì hoàn toàn có thể inbox cho thầy nhá. Ngay lập tức thì bây giờ thầy sẽ đi check tin nhắn của những bạn được phần thưởng. Các em nhớ là tối thứ hai hàng tuần bạn nào mà được top 1, top 2, top 3 thì đều có phần thưởng từ thầy hết. Nhớ thi thử với thầy vào tối thứ hai vào 20:30. Ok. Bye bye, cảm ơn. Đây, Vi đang kêu này, hay và chất quá, đúng rồi, em thấy không? Ok. Ừ, hơi nhanh em, bởi vì cái cuối cuối nhá. Bye bye, chào cả nhà.